Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Ái Vân, bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng đến từ trung tâm y học cổ truyền Vinmec Sa Phương Đông. 80% trong chúng ta có ít nhất một lần đau lưng trong đời và nguyên nhân phổ biến nhất đấy là quá ưỡn cột sống thắt lưng. Với tình trạng này, đấy là một rối loạn phổ biến thường gặp của cột sống. Biểu hiện của nó là đau lưng, đau vùng lưng dưới, căng các nhóm cơ vùng lưng sau và vùng đùi sau, yếu các nhóm cơ bụng và đùi trước. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn bạn 5 bài tập đơn giản dễ thực hiện ngay cả tại môi trường công sở. Những bài tập này đã được thiết kế phù hợp với tình trạng bệnh lý của bạn. Bài tập 1: kéo giãn cơ lưng. Bước 1: ngồi duỗi hai chân về phía trước. Bước 2: gập thân mình tối đa, đầu càng gần với gối càng tốt. Bước 3: cảm thấy lưng dưới và mông được kéo căng, giữ trong 30 giây. Bước 4: từ từ trở về tư thế ban đầu, lặp lại 5 đến 7 lần. Bài tập 2: kéo giãn cơ hamstring. Bước 1: nằm ngửa, một chân nâng và gập dần về phía bụng. Bước 2: tăng góc gập tối đa đến khi cảm thấy mặt sau đùi căng. Trong quá trình gập chân, cố gắng giữ thẳng gối để không bị gập. Duy trì trong 10 giây, động tác thực hiện 10 đến 15 lần. Bài tập 3: plank. Bước 1: nằm sấp, chống hai khuỷu thẳng. Bước 3: giữ tư thế ít nhất trong 30 giây và thở đều. Động tác thực hiện từ 2 đến 5 lần. Bài tập 4: bài tập bắc cầu. Bước 1: tư thế nằm ngửa, gấp hai gối vuông góc, hai bàn chân sát trên sàn nhà. Bước 2: sau đó làm căng bụng rồi nâng mông lên khỏi sàn nhà, giữ thân mình từ vai đến gối thẳng. Bước 3: giữ ở tư thế trong 60 giây, sau đó từ từ hạ thấp mông xuống sàn nhà, trở lại tư thế ban đầu. Tập nhắc lại từ 5 đến 15 lần. Bài tập 5: làm mạnh các cơ bụng dưới và cơ tứ đầu đùi. Bước 1: nằm ngửa, lưng thẳng, gấp gối phải 90 độ. Bước 2: giữ bàn chân phải sát trên sàn nhà. Bước 3: căng bụng, duỗi thẳng chân trái, sau đó từ từ nâng bàn chân trái lên khỏi sàn nhà khoảng 20 cm. Bước 4: giữ ở vị trí đó trong 5 giây rồi trở về vị trí ban đầu. Tập nhắc lại từ 5 đến 15 lần. Chuyển sang chân bên trái và làm tương tự. Chỉ 10 phút mỗi ngày, bạn sẽ cảm nhận sự thay đổi tích cực của hệ thống cơ xương khớp, các cơ sẽ được kéo giãn và thả lỏng. Đặc biệt, cột sống thắt lưng sẽ được giảm tải áp lực rất nhiều. Bạn hãy tích cực tập luyện và gửi phản hồi về cho trung tâm nhé. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở các bài tập tiếp theo. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.